Chúng tôi đã rất là đói bụng. Chúng tôi đã bị bỏ đói khi quay chương trình này. Bé này chưa các bạn, mình có ăn một miếng xin cơm cầm hơi rồi. Thì bây giờ không có chỗ quay ra này, giờ sao mà ra được đây? Đó. Cái này là không được rồi. Chào các bạn. Chúng tôi đúng là chương trình chuyển động đang bị lạc rồi. Chúng tôi mới khởi hành thôi nhưng đã bị lạc rồi. Mới khởi hành gì mới ngủ giấc dậy. Mới ngủ giấc mở mắt vậy là bị lạc đó. Đúng vậy. Ngủ dậy sao lạc hả? Trời ơi, chị là các bạn chưa thấy rồi. Hồi nãy tôi phải quay lại cái Thùy Tiên. Mới đây là mặt nó đắp bằng cái này nè mọi người. Bà ngủ khó lắm, hoa hậu khó ngủ lắm. Nằm xíu cái xong cái bạn kia giận là trước có phạt ngồi là tỉnh dậy. Ôi, kêu chị đó đừng nói nữa. Ngủ không được. Ủa, tưởng là ai cũng khó chịu vậy chứ ta. Không, mọi người ngủ ngon lắm đó hả? Ừ, cái, xong rồi cái mình nằm cạnh mình cũng là tới nằm yên. Nhỏ phụ qua cửa lại. Ê, nhỏ phụ qua cửa lại nha. Bà từ ghế này, bà dậy qua ghế hiệu á. Như là quá lạnh rồi, xong rồi không ngủ được. Vậy mà nói em ngủ ngon không chị? Cái gì mà xe đi tôi làm ngủ được rồi. Do là lạnh quá thôi chứ ngủ rất là ngon. Nếu bình thường không ngủ. Rồi xuống lo xe đi tiên. Bé nghề. Ủa, có người đón mình kìa. Ủa phải không? Không, chú đó dắt cái xe đạp chú. Cái xe đạp chú để trời ơi, cái xe đạp chú để kẹt đường chứ vậy, dắt cái xe đạp vô má ơi. Trời. Quê là quê chúng mình quê quá. Trời đất ơi, cứ tưởng là chú cầm cái biển mà giống như đón người ở cái sân bay á. Nguyễn Thuc Thuy Tien, Thi ghê quá. Welcome to Tiền Giang. Số này không biết ai biết không hả? Khủng quá, đây người ta cũng có tin gì chứ bà. Không, tôi tin vậy. Tôi tin là mọi người cũng coi TV nhiều lắm. Ủa sao hả? Ui, trời ơi, ủa vậy là có người biết, mà chết rồi, vậy là có người biết mình điền má ơi. Vui quá, vui quá chị đã kêu chị quay rồi, chị vô nước mắt nè, chụp được á. Hello chị quay điện thoại đi chị quay chị nha. Rồi hết rồi, chị ngưng nước mắt kìa má ơi. Biết chị hồi nãy chị thấy tôi, chị chỉ vui thôi, chị thấy thì tiền ngưng biết chị nãy che không ai đấy. Cái gì để treo cho xong rồi. Nhưng mà vậy là trời ơi, cái đầu chị quá nổi đó. Hồi nãy chị lướt qua chị một xíu thôi mà chị nhận ra chị chạy. Ủa chị chạy xe máy hả? Ừ, chị chạy xe máy chị đi hết tận đó luôn đó. Trời ơi, chị lướt một chút xíu thôi, chị nhận ra chị đầu tiên. Xong rồi chị chính cho em mà treo không có được. Mình rời thành phố. Ê, bây giờ mình hát cái bài Boy và ba lô. Đúng, không đưa em ra khỏi cái bài đồ. Cái bài là cái bài gì rồi, cái bài rap khác á. Mình rời thành phố chật chội náo nức nơi mà cái gì đó rồi đó, bài nữa rồi không đó. Cái bài gì đó thật lòng em mơ đến tận cùng chân mây vượt núi cao hay biển sâu. Đúng rồi nhưng mây lại yêu cho vượt. Tôi đang đánh đàn như lòng tiếng rồi. Vậy khi yêu ta mơ về nhau để thấy lắm lúc lòng mình về nhiều khi muốn đem hết tất cả để mà đi. Thôi đủ rồi, nó vui rồi, hát nhiều quá nó nhợt nhạt lắm. Nhưng mà cái nước này nó, cái này em thấy nó hơi bị cái sình nó không. Rồi sao là mình ra mình trồng ta? Thì người ta đang trồng định cái nhiều khi cái chỗ cái cây người ta trồng là cần cái bùn. Nhưng mà ý là làm sao mình đi ra đó được, nó sình mà. Ủa chứ là sao phải đi ra đó để mình nè, kìa người ta đi kìa, thấy không? Trời, vậy là người ta trồng bằng tay hả? Hay là bây giờ có máy rồi, ý là có máy phân biệt giống rồi không? Sao ra? Nó bự lắm, nó dài lắm mọi người coi. Chắc không mọi người thấy nhưng mà nó xa lắm em ơi, nó bự quá trời ơi. Cái đó công việc của người ta, bây giờ chị cho máy làm hết, người ta tính kiếm tiền ở đâu bà nội. Người ta lái cái máy á. Cũng người lái cái máy. Trời, vậy mới thấy mấy cô chú làm nông cực quá ha. hay là mình đổi tên chương trình nha em, đừng nông dân nữa, mình đổi là khảo sát thị trường. Khảo sát thị trường. Mình xuống mình khảo sát thị trường thôi. Ra thì ra mình thì mình cũng không sợ đen lắm đâu mọi người, tại vì đằng nào cũng đen đen rồi. Đằng nào cũng đen rồi nên là mình quyết định là cũng không sao đâu, cũng không cứu được miếng nào nữa đâu. Nhưng mà chị thấy da em hơi cháy nắng nha Tiên nha. Da em đen đó giờ. Từ lúc em ten để em đi thi đó, xong đó, cái màu đó ngâm ngâm luôn mà, đâu có trắng đâu. Ôi nhưng mà ten đó em sợ. Ngồi trong cái phi thuyền đúng không? Đứng. Cái máy là máy đứng. Đứng thì chắc đỡ sợ hơn ha. Để tôi kể cho các bạn nghe. Nó nóng lắm. Lần đầu tiên tôi đi tắm trắng. Ngày xưa là cũng thích một làn da trắng trẻo, xong mình đi tắm trắng xong rồi người ta trời ơi, giống như người mình giống như cục bột vậy á. Người ta bôi tẩy da chết rồi này nọ đúng không? Xong đứng lên tắm, xong đi vô lại bôi, xong lại đứng lên đi tắm, xong lại vô bôi cái gì nữa. Xong đứng lên đi tắm, xong đi ra cái phi thuyền nằm vậy nè. Trong đó mình trong lòng mình nằm mà mình cứ nghĩ biết mấy cái phim kinh dị không? Sao má này gì mà đâu suy nghĩ tiêu cực như vậy trời. Ý là sợ quá người mà có cái gì đâu mà. Tại vì trong cái phim kinh dị đó nhỏ đó cũng đi tắm nắng luôn, tắm trắng luôn. Ủa phim nào vậy? Đúng không? Ủa phim nào vậy? Final Destination. À. Đúng rồi. Xong rồi nhỏ đó tắm trắng xong rồi cái tự dưng bị chập điện, cái xong ở ngoài bị cái gì á, cái xong rồi có một cái đồ nó đè vô cái tấm phi thuyền của bà đó, xong bị kẹt ở trong đó. Xong nhỏ đó cũng ten da chứ không phải tắm trắng. Cháy đen thui ở chổng luôn. Trời ơi, sợ chết. Tắm một lần vậy á, về sốt luôn. Xong rồi không bao giờ đi tắm nữa luôn. Sợ quá mà.